đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình bài thi giải trí tuần này. Chương trình tuần này có những thông tin để đợt sau. Mới đây nhất trên trang cá nhân của mình, Võ Hoàng Yến hoảng hốt chia sẻ dòng trạng thái ngắn nhưng đầy ẩn ý. Lần đầu trong cuộc đời bị giang hồ đe dọa, phải làm sao bây giờ? Ngay sau khi chia sẻ, phát ngôn của siêu mẫu đã nhận được vô số sự quan tâm từ phía công chúng. Dòng trạng thái ngay lập tức nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng. Rất nhiều người không giấu nổi sự lo lắng và gửi lời hỏi thăm động viên Võ Hoàng Yến. Trước đó, cộng đồng mạng truyền tay nhau một đoạn status nhắc về những thông tin liên quan đến cuộc thi hậu Hoàn Vũ 2017. Tài khoản này đã phơi bày nhiều thông tin về Võ Hoàng Yến của nhiều năm trước. Đây là một thông tin hoàn toàn không mấy hay ho cho hình ảnh của Võ Hoàng Yến ở hiện tại. Theo đó, tài khoản này cho hay Võ Hoàng Yến đã cùng Phạm Hương tìm Mai Ngô tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Không chỉ thế, Võ Hoàng Yến còn nhiều lần lên tiếng về mâu thuẫn giữa Mai Ngô và Phạm Hương. Cô từng nói Phạm Hương mắng Mai Ngô là đúng, chứ không sai. Nếu ở vị trí host, cô cũng đuổi thẳng Mai Ngô ra ngoài. Hôm 5 tháng 4, Sở Xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu đã buộc tạm dừng thi công và xử phạt số tiền 20 triệu đồng với công trình khu du lịch Đỉnh Bảo, ấp 1 xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc do ca sĩ Hồ Quỳnh Hương làm chủ đầu tư. Nguyên nhân cụ thể được đưa ra là do Hồ Quỳnh Hương đã mua mảnh đất với diện tích 2 hectare tại xã Bình Châu để xây dựng khu nghỉ dưỡng cho gia đình. Trong đó có 493m2 đất thổ cư có thể xây dựng nhà ở. Thế nhưng sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Bình Châu phát hiện diện tích xây dựng khu vườn này vượt quá số đất thổ cư và có gắn bảng hiệu khu du lịch nên xuống kiểm tra. Phía chủ đầu tư cho rằng trước đây mục đích xây dựng công trình để làm nhà ở cá nhân nên không thực hiện các thủ tục xin phép xây dựng. Tuy nhiên hiện nay chủ đầu tư dự kiến ngoài mục đích để ở sẽ xây dựng và kinh doanh du lịch. Theo căn cứ quy định của pháp luật, thanh tra Sở Xây dựng đã lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công, xây dựng công trình. Chị gái của Hồ Quỳnh Hương cũng đã khẳng định công trình này được xây dựng riêng cho gia đình và hoàn toàn không có chuyện nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương kinh doanh khu du lịch như những lời đồn trước đó. Mới đây trên trang fanpage chuyên về showbiz, bất ngờ đăng tải hình ảnh Dương Khắc Linh bí mật hẹn hò Ngọc Duyên, thí sinh đang tham gia một chương trình truyền hình về âm nhạc kết hợp hẹn hò dành cho bạn trẻ độc thân có nam nhạc sĩ làm giám khảo. Không ít ý kiến cho rằng đây là chiêu trò của chương trình truyền hình và không biết Jackie có liên quan gì đến chuyện này không khi Ngọc Duyên và giọng ca Chiều Hôm Ấy đang tham gia show hẹn hò cùng nhau. Không những vậy, trên trang Instagram cá nhân của Dương Khắc Linh, cô gái này cũng để lại bình luận phía dưới hình ảnh của nam nhạc sĩ đăng tải. Tuy nhiên tin nhắn này đã nhanh chóng được cựu huấn luyện viên giọng hát Việt Nhí xóa đi để tránh bị người khác nghi ngờ. Dương Khắc Linh và Trang Pháp được xem là cặp đôi hợp tác ăn ý trong các show nhạc. Tuy nhiên đầu năm 2017, cả hai đã xứng nghi án chia tay khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho mối tình đẹp trong showbiz Việt. Mới đây, Gaon đã đăng tải trên bảng xếp hạng top 5 ca khúc nhạc số. Top 5 ca khúc được đăng tải nhiều nhất và top 5 ca khúc được stream nhiều nhất. Trong đó, Flower Rush cùng Big Bang chính là cái tên dẫn đầu cho cả 3 bảng xếp hạng này, chứng tỏ độ phủ sóng rộng rãi của bản hit này trong tháng 3 vừa qua. Được biết, đây là tuần thứ 3 liên tiếp, Flower Rush đứng đầu bảng xếp hạng top 5 trong ca khúc nhạc số. Theo sau Big Bang là các gương mặt đề báo quen thuộc trên các bảng xếp hạng số trong thời gian vừa qua như Mamamoo, Icon, Jung Jung Hoon của Highlight. Bên cạnh đó, Big Bang cũng còn xếp hạng ở vị trí thứ 3 trong top 5 Moby Chess. Ca khúc giữ ngôi đầu của bảng xếp hạng này là bản Off Painful Love của Lee Seung Joon. Vào ngày cuối cùng của tháng 3, Playing With Fire đã chính thức cán mốc 200 triệu view, trở thành MV thứ 3 của Blackpink đạt được thành tích này trên YouTube sau Bombaya. Có As If It's Your Slap, MV Playing With Fire đã được Blackpink phát hành vào 31 tháng 10 năm 2016, nằm trong album Super Tour. Web drama Tam Quốc Cơ Mật Tiềm Long Tại Uyên được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung là một bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng từ cách tạo hình cho đến bối cảnh. Rất nhiều khán giả kỳ vọng Tam Quốc Cơ Mật sẽ tạo được thành tích không thua kém Quân Sư Liên Minh trước đó. Sau khi phát sóng, tuy vẫn một vài điểm chưa hoàn toàn thuyết phục, nhưng không thể phủ nhận đây là một tác phẩm có tâm trong thời gian gần đây của màn ảnh Hoa ngữ. Từ trước đến nay, dòng phim cổ trang lịch sử luôn có sự thu hút nhất định đối với khán giả. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp từ những đàn anh đi trước, Tam Quốc Cơ Mật xoáy sâu vào những âm mưu chính trị, những màn tranh giành quyền lực giang sơn đầy căng thẳng và kịch tính. Do tuyến nhân vật tương đối đông đảo và phức tạp, mỗi nhân vật đều có vai trò quan trọng trong cuộc chiến quyền lực này. Nói chung, dàn sao của Tam Quốc Cơ Mật đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi ai nấy đều diễn khá tròn vai. Tuy chỉ là phim chiếu mạng, nhưng đoàn làm phim Tam Quốc Cơ Mật vẫn rất chăm chút cho từng chi tiết.
từ phục trang cho đến hiệu ứng kỹ xảo. Một tuần sau khi phát sóng, cư dân mạng đã nhanh chóng nhận ra trang phục đạo cụ trong phim đều được mô phỏng theo đúng miêu tả của tài liệu lịch sử. Kỹ xảo cũng được đầu tư kỹ lưỡng, tạo nên khung cảnh hùng tráng, nhưng không giả tạo như những bộ phim truyền hình cổ trang khác. Đoàn làm phim cũng nhận được rất nhiều lời khen cho sự tỉ mỉ đến từng chi tiết này. Đây cũng là một điểm thành công lớn cho Tam Quốc Cơ Mật. Tam Quốc Cơ Mật gồm 54 tập với thời lượng là 45 phút trên một tập. Tác phẩm được trình chiếu từ tối thứ ba đến tối thứ năm hàng tuần trên mạng Tencent. Bản tin giải trí đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.